Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, không có cái chuyện là dễ hay là đơn giản, mà nhà đầu tư phải hiểu rằng thị trường giao dịch Forex này muốn thành công hay không, bản thân các bạn phải thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tiễn vận dụng vào trong thực tế để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải thấy rõ được những giá trị này ở trên thị trường. Chẳng có chuyện thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hoặc chuyên gia Forex hoặc pro trader hoặc bất kỳ một ai được gọi là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Nhà đầu tư không phải khi mà nhà đầu tư theo dõi họ hoặc nhìn nhận họ mà họ không phải chứng minh thực tế để cho các bạn thấy rõ được các giá trị này trên thị trường. Tất cả đều phải được minh chứng bằng giao dịch thực tế, bằng sâu phun tài khoản, bằng những giá trị của bản thân các bạn phải đánh giá được rõ những kết quả này ít nhất phải từ 6 tháng đến 1 năm. Đó mới là giá trị, đó mới là thước đo, đó mới là những điều mà các bạn cần phải nhìn nhận về bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này. Bởi vì đơn giản rằng thị trường này không có chuyện là gì nhà dễ hay đơn giản, chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong mà chính cái người thầy đứng ra chia sẻ kiến thức đấy họ không chịu vận dụng, áp dụng và trực tiếp cho các bạn theo dõi, đánh giá trong suốt thời gian từ 3 đến 6 tháng để các bạn nhìn nhận cho rõ vấn đề và thấy rõ được cái người thầy đã vận dụng và trong thị trường thực tế để thấy rõ được tài khoản của bản thân họ có đẻ được ra tiền hay không. Thì xin lỗi nhà đầu tư, tồn tại không được, đó là điều hiển nhiên trên thị trường giao dịch Forex này. Thầy ra ngoài dạy thì phải chứng minh bằng thực tế được, và các bạn phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện sử dụng tài khoản lớn để vận dụng vào trong thực tế thì các bạn sẽ là an toàn hay tồn tại ở trên thị trường giao dịch Forex này. Rất nhiều lớp người đã đi qua ở trên thị trường giao dịch Forex này đều nghĩ rằng đánh margin call hay được gọi là giải lệnh ở trên thị trường, sử dụng những tài khoản rất là lớn, đánh những khối lượng rất là nhỏ, nhưng cuối cùng tại sao vẫn là chết ở trên thị trường giao dịch Forex này. Các bạn có thể tìm hiểu cho rõ để các bạn thấy rõ được sự nguy hiểm trên thị trường giao dịch Forex. Mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex cần phải là bản thân chính nhà đầu tư phải tồn tại, phải sống được ở trên thị trường và phải hiểu cho rõ được các bản chất ở trên thị trường, phải trải nghiệm, phải thấy rõ được những vấn đề mà mình còn thiếu sót ở trên thị trường. Chẳng có cái gì là đúng hoặc là sai, chỉ có một thứ giá trị duy nhất, các bạn có tồn tại được hay không ở trên chính thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ và minh chứng bằng thực tế để mọi nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.